Xin kính chào bà con trên mọi miền tổ quốc đang xem kênh Đồ Xưa Lợi Nguyên. Clip mới ngày hôm nay thì em giới thiệu bà con mình một số tác phẩm cũng mới lạ để vừa sưu tầm về nha. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu cửa hàng chúng em thì nằm ở tuyến quốc lộ 91 của quận Hóc Môn, thành phố Cần Thơ. Bên em thì chuyên tất cả loại sản phẩm nè, như giường nè, ở và bàn ghế cẩm ốc nha bà con. Ở trường kỹ nè, giường sạp đầy đủ rất là nhiều loại. Ở lông sàn, tủ, bàn ghế cũng như đồ đồng, đồ gốm. Ở hàng sưu tầm phong thủy, hàng đồ cúng nha. Ở đồ gốm tàu xưa, bà con mình có nhu cầu thời gian đến trực tiếp cửa hàng chúng em để xem và tham khảo giao lưu nha. Vì bên em rất là nhiều loại sản phẩm bà con mình có thể tha hồ lựa chọn và rất là nhiều đồ phong phú nha. Thì em cũng cảm ơn rất là nhiều bà con mình đã ủng hộ kênh. Bà con mình cứ liên hệ qua số điện thoại 0772 8772 78 để được bên em tư vấn và địa chỉ cửa hàng để mình đến trực tiếp để mình xem và giao lưu nha bà con. Thì em cũng cảm ơn rất là nhiều trong thời gian vừa qua bà con mình đã ủng hộ kênh nha. Bà con mình nhớ bấm đăng ký để nhận những clip mới mỗi ngày bên em nha, đều phát clip đó, bà con mình nhớ đón xem. Thì đầu tiên em xin giới thiệu bà con mình hôm nay là mã số 1N, một cái bộ ly gồm có 5 cái. Hàng này là hàng xưa này thì em sưu tầm sau về giao lưu bà con mình như vậy nha. Nói chung cái này thì không có ấm, thì em sưu tầm được ly thì em giao lưu bà con mình ly không thôi. Hàng này là hàng ly gốm sứ, hàng này là hàng chuẩn xưa nha bà con. Được cái lành lặn là lành tích hết, nhiều khi mấy cái ấm lâu năm quá nó bị bể hoặc là nó bị lỗi hoặc bị thất lạc nha. Mỗi cái ly đường kính 8 phân, chiều cao em đo khoảng 6 phân. Ly thì mình nhìn là hoa văn vẽ là rất là đẹp nha. Quẻ những cái hoa mai nè, bà con mình xem. Chôm đế thì cái mộc chuyện của nó nè, hàng này thì em giống như là gốm Nhật xưa nha. Kiểu như là Satsuma, hàng của Nhật xưa nha bà con. Không bị nứt mẻ gì chỗ nào hết trơn á nha, được cái lành lặn và liền lạc hết cho 5 cái ly này. Đường kính tới 8 phân, lặn hàng lớn nha bà con. 5 cái này thì em giao lưu cho bà con mình là 1,5 triệu. Hàng Nhật Satsuma á. Và đến với mã tiếp theo cũng là 5 cái ly nữa. Thì ly này thì nó có quai luôn. Mang cái miệng dành của nó thì người ta thiết vàng nè. Và con mình xem nha, bên ngoài quẹn vẽ nhìn rất là đẹp nha. Đường kính thì mỗi cái này 7 phân thôi, nhưng mà chiều cao nó là 7 phân, chiều cao nó lớn nha. Đây bà con mình xem nè. Vẽ giống như là những cái màu hoa cúc, hoa mai anh đào á. Hàng Nhật cao cấp, hàng xưa nha, chôn đế một chuyện của nó nè nha. Khá là đẹp nha bà con. Không có bị nứt bể mẻ chỗ nào hết trơn nha, lành lặn và liền lạc. 5 cái ly này thì em cũng giao lưu giá bà con mình là 2,000,000. Bao chuẩn hàng xưa của Nhật nha, bao kiểm tra hàng, lành lặn liền lạc, lành tích thì bà con mình nhận giúp em nha. Hàng có vấn đề gì thì liên hệ qua số điện thoại Zalo, em sẽ tư vấn thêm cho bà con mình. Và đến với mã tiếp theo thì em có đây là có 2, 4, 7 cái. 7 cái ly này thì bà con mình xem tráng men bên dưới nhìn rất là đẹp nha. Màu xanh ngọc bích nè, bên trong á. Mấy cái ly này đều là hàng xưa lâu năm hết trơn nha bà con. Mỗi cái này thì đường kính em đo 6 phân, chiều cao là 4 phân thôi. Lành lặn không nứt bể chỗ nào hết. Bên ngoài là vẽ khắc hình những cái hoa lan. Những cái hoa lan nhìn rất là đẹp. Miệng thì lành lặn không nứt mẻ nè. Lành tích hết nha. Thì có 7 cái ly này thôi nha bà con. Này mình có thể vệ sinh sạch sẽ, có thể sử dụng hoặc mình trưng bày đồ nha. Em bao chuẩn hàng xưa nha. Em giao lưu với bà con mình bộ 7 cái này là 1,6 triệu. 1,6 triệu đồng nha. Và đến với mã tiếp theo số 12. 12 thì em có một cái chiếc ấm ở số 4. Số 4 này là một chiếc ấm xưa tuổi đời rất là già lâu năm. Men là trắng xanh lam nha, hàng này là hàng của Tàu. Hàng này nói chung tuổi đời thì em bao bà con mình là không dưới 6-70 năm, 7-80 năm trở lên. Nhìn nó nhỏ thôi, nó gọn thôi nhưng mà tuổi đời rất là già. Gốm khăn hy nha bà con. Chiều dài cái ấm này thì nó khoảng 14 thôi, chiều cao là 9 phân nè. Mình nhìn nè, gọn lòng trong bàn tay nhẹ của em thôi nha. Đây. Lành lặn liền lạc hết nha bà con. Rất là sâu tuổi già đồ chôn đế đây nha. Một chiếc lá gốm khang hy. Cái này em giao lưu với bà con mình giá là 1,2 triệu. 1,2 triệu, hàng vẽ tay, hàng chuẩn xưa. Và đến với mã số 5, một cái chiếc ấm nữa nha. Cái này như là hàng vớt biển vậy nha bà con. Nhưng mà được cái thì nó lành lặn liền lạc hết. Vì người ta sưu tầm sao thì em giao lưu lại gian vậy, chứ nó không có ly nha. Chiều cao này là em đo lên tới là 13, tổng chiều dài 18 nha. Không nứt mẻ chỗ nào nè. Bao chuẩn hàng già đồ sâu tuổi luôn, men trắng xanh lam nha. Chôn đế nè, em giao lưu cái ấm này là giá 1,6 triệu nha, 1,6 triệu. Bao ship và bao kiểm tra tận nơi. Hàng về đến nhà kiểm tra hàng không xưa, cứ hoàn về yên tâm. Và mã số 6 là một cái ché vẽ hình những cô gái nhỏ gọn mini. Hàng sâu tuổi già đồ. Chiều cao em đo là 20, hoành bụng này của nó là 29 nha. Nắp miệng không nứt bể mẻ hay tóc gió nha. Men vẽ nè, men chàm theo thời gian nhìn rất là đẹp, chôn đế đây. Vẽ những cái tích người này nha bà con. Nhìn nó gọn mini nhưng mà nó sâu tuổi lắm. Em giao lưu cái này giá 1,7 triệu, 1,7 triệu đồng. Và mã tiếp theo số 7, em có một cái vòng đeo tay chuỗi hạt này, người ta chạm đục những cái chữ kinh trên này luôn.
thì cái vòng này nó khoảng 24 ly, 22 tới 24 ly. Đó, bà con mình xem nha. Cái vòng này thì nó sẽ phát sáng vào ban đêm, ban ngày nó sẽ thu thập ánh sáng nha, ban đêm thì tự động nó sẽ phát sáng ra. Đó, khá là đẹp luôn. Đó, bên ngoài khắc vẽ chữ kinh rất là đẹp. Em giao lưu cái vòng này cho bà con mình là 600.000 nha, 600.000 đồng. Mình test rất là dễ, mình cứ soi đèn vào và mình đem lên ống bóng tối, nó tự động nó sẽ phát sáng ra nha bà con. Nếu mà không sáng cứ hoàng về yên tâm. Mã số 8 thì em có một bộ sưu tập đồng xu. Bộ sưu tập đồng xu này là những cái biểu tượng những cái vị tổng thống nè. Thì đây tổng cộng lên có 12 cái đồng nha. Đó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 cái lần nha bà con. Cái này tới 14 cái lần nha. Thì những cái này thì đều có biểu tượng khác nhau. Mỗi một cái đường kính là 4 phân. Đó, cái này về đánh bóng vệ sinh rất là đẹp. Đều là những cái biểu tượng những vị tổng thống khác nhau hết. Em giao lưu nguyên bộ này cho bà con mình là 800.000, có 14 cái đồng xu á. Và mã tiếp theo thì em có hai cái mà mặt ngọc nè. Ở mặt ngọc này thì mình nhìn xem được chạm khắc vẽ hoa văn bên ngoài luôn nha. Ở hàng này là hàng xưa Tây Tạng nha bà con. Đường kính này em đo 5 phân thôi, chiều dày của nó thì khoảng 1 phân rưỡi. Ở lành lặn và lành tích hết luôn. Bên ngoài thì hoa văn biểu tượng bà con mình xem và cảm nhận giúp em. Cái này bằng đá ngọc Tây Tạng xưa nha. Em giao lưu hai cái này cho bà con mình là 1,5 triệu. Bao kiểm tra tặng nhà. Đó, ship đến nơi khui ra kiểm tra hàng. Và mã tiếp theo số 10, em có một cái chiếc bình mai hút lộc. Đó, bình này là bình hút lộc tức là tùng đình nha. Có một cái ông già nè, đó và một cậu bé nhỏ nè, ông cháu á. Cái này đắp nổi hết gốm chu đậu nha. Đó, hàng này nó cũng rất là già đồ á. Chiều cao em đo đường hình chim bay nha là 59, miệng đường kính 7 phân. Và hoành bụng này lên tới là 81 nha. Đó, men là men gạn, chôn đế đây rất là già nha bà con. Đó, đây bà con mình xem men nó bên ngoài nè, nó muốn gỉ sắt hết nha. Đó, gỉ sắt theo thời gian nha. Đó, men gạn nè. Đó, có những cái đường văn lỗi lò theo thời gian nhìn rất là đẹp. Đó, đắp tay, vuốt tay, vẽ tay toàn bộ hết. Em giao lưu cái chum này cho bà con mình có giá là 3,8 triệu. Mã số 10 trên đời. Đó, bình hút lọc á. Và đến với mã 11 là một cái chum. Cũng là gốm chu đậu xưa luôn. Mấy hàng này thì em bao chuẩn là hàng già đồ toàn bộ hết. Về kiểm tra hàng không phải hàng xưa gốm chu đậu, em tặng bà con mình kỷ niệm nha. Bốn cái mặt này thì đều bốn cái mặt phụ hết trơn nè bà con mình xem. Đắp nổi luôn á. Với cái chiều cao đó, của cái bình này thì em đo 44, miệng đường kính là 17, hoành bụng này lên tới 86 nha. Đây đều là vuốt tay hết nha bà con, và vẽ tay hết nha. Màu men của nó và màu mực của nó theo thời gian 5 tháng. Đó, vẽ những cái hoa văn chôn đế rất là già. Đó, chiếc bình này em giao lưu với bà con mình có giá là 3,8 triệu nha, bao chuẩn hàng chu đậu xưa. Và mã tiếp theo này số 12, em có một cặp bình ché rất là đẹp nha bà con. Hàng này là hàng của Tàu vẽ tay. Đây ché này thì mình nhìn xem nha, cái biểu tượng là vẽ cái tích là kỳ lân dầm cầu. Đó, bên ngoài vẽ những con kỳ lân, nhìn gương mặt nó rất là đặc sắc luôn. Đó, khá là đẹp nha. Trên nắp là vẽ hình những cái bảo bối. Với cái chiều cao tổng này em đo lên tới là 59 nha. Em đo hình chim bay thế này là 59. Còn hoành bụng như thế này là lên tới là 104. Đó, hàng vẽ chuẩn cho bà con mình nha. Đây miệng nắp nè. Đó, rất là già sâu tuổi nha bà con, lành lặn và liền lạc hết nha. Đó, kỳ lân dầm cầu chôn đế đây. Đó, bà con mình xem nha, cái men chôn của nó rất là già đồ. Đó, không bị nứt mẻ tóc gió chỗ nào hết trơn á. Về mình cứ khui ra kiểm tra hàng lành lặn nguyên vẹn, không bể vỡ thì bà con mình nhận giúp em. Chuẩn hàng vẽ tay 100% nha. Em giao lưu một cặp này có giá là 6,5 triệu cho một đôi này nha, ché Tàu xưa nha bà con, 6,500,000 đồng. Mã số 13, em có một cái khạp gốm chu đậu nữa nè. Cái này nói chung thì hàng này rất là già, tuổi đời thì có không dưới là 80-90 năm đâu bà con mình xem. Thường ngày xưa thường mình ta ông bà thường đựng muối gạo rồi á. Đó, bà con mình xem nha, khá là đẹp, hoặc để ngâm rượu á. Men là điều men này là men gia quy theo thời gian hết. Tổng cái chiều cao này thì em đo là 39 nha, em đo như thế này nha, 39. Còn vành bụng thì lên tới là 86. Đây miệng nắp của nó nè, rất là xưa nha bà con. Đó, cái đồ nó già chát hết trơn rồi bà con mình xem nha, khá là đẹp, chôn đế của nó luôn nè. Đó, mấy cái hàng này bây giờ nói chung là không có kiếm đâu ra nữa đâu nha bà con, vì hàng này nó đã qua cái niên hạn nữa, theo thời gian hết rồi, khá lâu rồi. Đó, chiếc bình này em giao lưu với bà con mình là 3 triệu đồng nha. Và mã kế tiếp theo đó là mã số 14, này em có một cặp bình Song Tâm. Hàng này là hàng Tàu nha, men trắng xanh. Đó, men lam vẽ cái tích là sơn thủy hữu tình nè. Đó, thì hôm trước em cũng có một cặp hai cặp đó, tích khác nhau hết trơn nha bà con, nhưng mà vẽ nhìn cái đậm sắc đậm nét lắm nha. Với chiều cao em đo 45, miệng đường kính 17 thôi, hoành bụng này lên tới 60. Đó, nắp miệng là trên miệng lành không nứt mẻ nè. Đó, hình khía nhìn rất là đẹp. Đây
Đó, khía cạnh của nó người ta vẽ nhìn rất là đẹp nha, và bắt mắt. Chôn đế của nó là mộc là 6 chữ tàu. Đó, chôn thì rất là già. Đó, lành lặn và liền lạc, một cặp như thế này song tâm luôn á, không hề bị lỗi nha. Đó, hàng này nói chung rất là hiếm để mình sưu tầm luôn đó nha bà con. Em giao lưu một cặp này là giá chỉ có 5,5 triệu thôi nha, 5,5 triệu nha. Đó, nếu mà hàng này á bà con mình sưu tầm thì nói chung thì tùy theo chỗ theo nơi thôi. Nhiều chỗ người ta sưu tầm cao thì giá nó sẽ cao, chỗ thì giá mềm thì giá nó sẽ mềm nha. Nhưng mà hàng đó thì em bao hạn chế rất là hiếm. Và đến với mã số 15, em có một cái đồng điếu chất liệu bằng đá sa băng tin nguyên khối. Gỗ của nó là gỗ lũa nha, đế là khung gỗ lũa. Đó, cái này rất là lớn nha, đồng điếu hút lọc. Đường kính thì em đo lên tới là 47 lần nha bà con. Cái đồng này rất là lớn nha, chiều cao luôn cả đế là 67. Cái này thì cái độ dày của cái đồng điếu này thì khoảng 3 phân phủ bì, cái chỗ dày nhất. Đó, 3 phân. Đó, bà con mình xem khá là đẹp luôn. Cái màu đặc biệt là cái màu mà của cái men đá nè. Đó, cái vân của nó là vân tự nhiên nè, mình nhìn thôi là mình cũng thấy là bắt mắt và đủ tiền rồi. Nó hai mặt đều như nhau hết nha. Cái đồng điếu này em giao lưu cho bà con mình có giá là 3,5 triệu nha bà con. Rất là dày và nặng nha. Đó, khá là nặng luôn, cả đế gỗ luôn á. Và mã số 16 là em có một cái bộ trường kỷ xưa. Đó, một cái bộ trường kỷ này thì bà con mình xem nha, 3 món thôi. Đó, bộ trường kỷ ngũ sơn quay lặt nha bà con, kiểu dáng cổ kính nha. Ốc thì nhã bảo chầu theo thời gian, chân thì chạm được là đầu lăn chân nóng. Chiều cao cái bàn thì em đo này nó lên tới là 74. Tổng cái chiều dài của cái bàn là 150. Chiều sâu ra của bàn là lên tới 58 nha. Trên mặt bàn thì người ta cẳng cái tích nè, cũng như là nói về tùng đình đồ nè. Đó, những cái tích người nè bà con mình xem nha, rất là cổ kính. Thì cái màu gỗ của nó cũng đã theo thời gian 5 tháng người ta xài sử dụng á, lau chùi nhiều quá. Cho nên thì mình nhìn xem nó theo mòn theo thời gian cái màu sơn gỗ nó nha. Thì ốc này cũng là ốc xưa theo thời gian luôn, khá là đẹp. Đó. Chân thì nó dày, mỗi chân là 9 phân phủ bì. Cái bộ này nhìn bên ngoài nó lớn nha bà con, dạng ngũ sơn mà loại lớn đó nha. Đó, khá là đẹp, lành lặn liền lạc hết, chạm đục tứ diện. Đó, bộ này là tuổi đời rất là già, không dưới là 50-60 năm trở lên. Đó, bàn và ghế làm tết hết, chỉ có màu của nó theo thời gian thôi. Đó, thì em để nguyên thủy cho bà con của mình. Có nhu cầu bà con mình nếu mà thích bóng mới thì em sẽ thêm đánh bóng lại theo yêu cầu luôn. Đó, nói chung cái hàng này thì nói chung thì mình nhìn và cảm nhận nha, nói chung rất là ít, rất là hiếm ở thị trường luôn đó nha. Đó, cái mẫu này nè bà con mình xem, với cái chiều cao này cái băng ghế thì em đo 113, và tổng cái chiều dài của cái băng ghế này là 195 lần nha. Chiều sâu em đo lọt lòng là lên tới 48, chiều cao từ mặt đất lên vị trí mình ngồi nè 50. Thành này dày 4 phân, gấp mộng nội hết, đều là chạm đục gấp mộng nội trong hết nha. Đó, cẳng tích là trúc lâm thất hiền. Đó, bà con mình xem khá là đẹp. Cá chép quá rồng nữa nè. Đó, ngũ sơn quay lặt nha. Cái hình quay lặt này độ dày ra của nó là 8 phân nè. 8 phân. Đó, gã gáp bình thường, rất là cứng và chắc chắn. Bà con mình xem không rõ không kỹ liên hệ số điện thoại Zalo, em sẽ hỗ trợ và tư vấn cho bà con mình xem thêm nha. Nếu mà chỗ nào không rõ không kỹ, cái bộ này nhìn bên ngoài nó cũng cộm hồ kỳ lắm, vì nó chạm vật tứ diện hết và đường cẳng ốc theo thời gian luôn á. Đó, nói chung cái bộ này nói chung là hàng nói chung là chuẩn xưa nha bà con, không bị nứt xé nha, không bị đất giá làm tích liền lạc hết nha. Đó, bà con mình ở xa thì kết bạn qua Zalo, em sẽ tư vấn và hỗ trợ thêm cho bà con mình kỹ hơn. Những cái thông tiện của nó thì đều cũng lớn hết. Đó, 3 món thôi nha bà con, trường kỷ ngũ sơn quay lặt gỗ gõ, ốc hoàng chanh, ốc này nhã bả chầu xưa. Em giao lưu cái bộ này với bà con mình bao phí ship luôn nha, có giá là chỉ có 45 triệu thôi nha bà con, 45 triệu đồng thôi nha. Đó, bao phí vận chuyển toàn quốc. Tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Đầu xưa Lê Nguyên chân thành và cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã xem kênh nha. Mến chúc sức khỏe bà con mình trên mọi miền tổ quốc. Xin mến chào, hẹn gặp lại ạ.